Thì trên cái bản vẽ kỹ thuật mà các bạn nhìn thấy các ký hiệu như vậy hoặc là như vậy hoặc là như thế này thì đây là các ký hiệu hàng nha các bạn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các ký hiệu hàng nha các bạn. Welding symbols. Thì, một cái ký hiệu hàng cơ bản thì nó sẽ như sau nha các bạn. A standard welding symbol consists of a reference line, an arrow, and a tail. Thì một cái ký hiệu hàng tiêu chuẩn thì nó sẽ bao gồm một cái dòng tham chiếu, một cái mũi tên và một cái đuôi. The arrow simply connects the reference line to the joint or area to be welded. Cái mũi tên thì chỉ đơn giản là nó kết nối cái đường tham chiếu vào cái mối nối hoặc là cái khu vực cần hàng thôi nha các bạn. The direction of the arrow has no bearing on the significance of the reference line. Thì cái chiều hướng của cái mũi tên nó cũng không liên quan đến cái tầm quan trọng của cái dòng tham chiếu. The reference line becomes the foundation of the welding symbol. It is used to apply weld symbols, dimensions, and other data to the weld. Cái dòng tham chiếu thì nó sẽ trở thành nền tảng của cái biểu tượng hàng. Nó sẽ được áp dụng các ký hiệu kích thước dữ liệu khác liên quan đến mối hàng. The tail of the welding symbol is used only when necessary to include a specification, process, or other reference information. Thì cái phần đuôi của ký hiệu hàng thì chỉ được sử dụng khi cần thiết thôi. Nó đỡ bao gồm một số cái đỡ thể hiện bao gồm một số cái đặc điểm kỹ thuật hoặc cái quy trình hoặc là một cái thông tin tham khảo nào khác. Cái phần đuôi này thì nhiều trường hợp sẽ không sử dụng đến nó. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem thử trên cái đường reference line, cái đường tham chiếu này, người ta sẽ biểu diễn các ký hiệu và các thông số gì trên đây nha các bạn. Thì cái hai cái mặt của cái reference line á, người ta gọi là cái bow side, là nó là hai bên của cái vị trí chi tiết hàng các bạn. Cái phía bên dưới thì nó sẽ biểu diễn cho cái khu vực mà cái dấu mũi tên chỉ vào nha các bạn. Phía bên trên cái đường reference line thì người ta sẽ biểu diễn chi tiết cho cái phía còn lại nha các bạn. Nó gọi là other side. Rồi thì ví dụ như vậy là biểu diễn cái mối hàng tam giác cái vị trí mà cái dấu mũi tên chỉ vào nè. Còn như vậy là biểu diễn cái mối hàng tam giác cho cái vị trí mà phía bên kia dấu mũi tên. Còn nếu mà cả hai bên người ta sẽ biểu diễn như thế này. Đấy, đây mối hàng fillet cho cả hai bên. Rồi thì trên cái đường tham chiếu này, cái đường reference line này, họ sẽ gắn lên các biểu tượng cơ bản của cái mối hàng như sau. Ví dụ như là cái hình bán nguyệt này là biểu tượng mối hàng bit, fillet well, hình tam giác, một blood oscillate well, cái hình vuông. Thì đôi lúc cái blood oscillate well thì có tiêu chuẩn thì họ sẽ ký hiệu hình thang hoặc là hình chủ nhật không bạn. Thì đối với cái mối hàng groove hoặc là mối hàng bớt thì nó có các dạng như sau. Đó là square, hai đường thẳng song song, hoặc là bevel dạng vơ, bevel một bên. Rồi chữ U, chữ R, hoặc là flavor, hoặc flare bevel. Đấy. Thì các ký hiệu cơ bản này họ sẽ được gắn lên cái đường reference line. Nó miêu tả cái yêu cầu mà cần thực hiện nha các bạn. Thì đối với cái size thì họ sẽ thể hiện cái kích cỡ của cái mối hàng. Ví dụ như chiều cao mối hàng là bao nhiêu, hoặc là cái trong mối hàng tam giác là bao nhiêu. Ví dụ như sau. Rồi cái root opening này là cái khe hở mở đáy nha các bạn. Thì cái mình hay gọi là cái root gap.
cái depth of filling. Cái depth of filling này là cái chiều sâu của cái mối hàng blood hoặc là cái mối hàng slot của em. Thì ví dụ nó như sau. Ví dụ như này là lắp mở khe ở đáy 1/8 inch nha, mà rút ghép là 1/8 inch tương đương với bề ly máy 4 ly bạn. Rồi cái groove angle, cái include angle of counter shin. Thì cái đây là cái góc rãnh hoặc là cái góc le miệng của cái mối hàng và lót well. Thì ví dụ về biểu diễn cái góc rãnh như sau mà. Rồi ví dụ là yêu cầu góc quán mép 60 độ. Thì cái length of well và cái width of well. Thì cái đây là chiều dài mối hàng và cái bước hàng. Ví dụ là biểu diễn cái con hàng dài 3 in và cái bước hàng là 5 in thì hợp biểu diễn như sau nha bạn. Rồi cái contour symbol. Thì cái contour symbol này đó là ký hiệu cho cái dạng viền. Là dạng viền hay là cái mặt con hàng các bạn. Thì cái bề mặt có thể yêu cầu dạng phẳng là flat, hoặc là dạng lồi là convex, hoặc là dạng lõm là concave. Rồi còn cái finish symbol là cái này là ký hiệu hoàn thành. Nghĩa là sau khi hoàn thành cái mối hàng thì người ta yêu cầu cái bề mặt cần phải làm gì. Thì có thể là họ yêu cầu mài thì họ sẽ ký hiệu là chữ G. Hoặc là họ yêu cầu gia công bằng máy thì họ có thể ký hiệu bằng chữ M cho cái chữ machining. Hoặc là các biện pháp khác. Rồi còn đối với cái lá cờ fill well. Đây cái lá cờ đen đen này là chỉ cái mối hàng cần phải thực hiện ở ngoài công trường. Còn nếu như cái vị trí hàng cần hàng tất cả hoặc hàng bao quanh thì người ta có cái vòng tròn này nhận bạn.